kiện PC Tú Anh xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê nhá. Thì lâu rồi không làm cái chương trình mini game tặng quà miễn phí cho anh em. Ngày nay thì lại tiếp tục làm cái chương trình mini game nho nhỏ tặng cho anh em một khẩu PC FX cấu hình sinh viên. Thì cây này hiện tại là shop đang bán với giá 5.500.000. Nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ tặng miễn phí cho anh em nào may mắn các bác nhá. Đấy. Thì anh em nào mà có quan tâm đến khẩu FX này thì kính mong anh em có thể theo dõi hết video để em có thể giới thiệu cho anh em qua về thể lệ của chương trình, thì tặng quà ra làm sao, như thế nào. Đấy, thì kính mong anh em có thể là đón xem video các nhá. Có anh em nào mà có nhu cầu mua bán thì muốn mua cho mình một khẩu súng hơi khi lén về đi săn thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên shop qua số điện thoại em để trên biển kia các nhá. Thì bên em vẫn phục vụ anh em là lắp ráp, căn chỉnh, gửi xe nguyên cây tất cả những mẫu súng hơi khi lén, từ những khẩu côn đô giá rẻ này cho tới khẩu FX Terminator cấu hình cao cấp như này. Đấy, anh em có điều kiện kinh tế muốn lắp ráp cho mình cây tầm bao nhiêu tiền thì bên shop sẽ lên đơn lắp ráp cho anh em cây tầm như vậy các bác nhá. Đấy, nên em mua bán thì anh em cứ kết bạn Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho bên shop qua hạ số điện thoại kia để mua bán. Đấy, thì luôn luôn là sẽ có chương trình lắp ráp gửi xe nguyên cây cho anh em. Thì sắp tới em sẽ làm rất nhiều chương trình mini game tặng quà miễn phí ở trên kênh, nên là anh em nào mà xem video muốn được nhận quà miễn phí ấy, thì cứ ấn theo dõi đăng ký kênh thôi nhá. Đấy, ngày nào cũng sẽ làm chương trình mini game nho nhỏ tặng hết phần quà này đến phần quà khác cho anh em. Đấy, thì ngày hôm nay thì đầu tiên sẽ là tặng cho anh em khẩu FX quy xoáy cấu hình tầm trung như thế này, giá 5.500.000, nhưng mà ngày hôm nay sẽ tặng không đồng cho anh em. Đấy, thì điều kiện là anh em sẽ phải dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày mùng 7 tháng 6 các nhá. Anh em lưu ý này, dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày mùng 7 tháng 6 là sẽ dự đoán 3 số cuối của giải đặc biệt là ngày mùng 7 tháng 6. Giúp shop là bình luận ở bên dưới là uy tín 3 số cuối. Ví dụ anh em sẽ bình luận là uy tín 382 hoặc 953 hoặc là 097. Đấy, cách ra anh em chụp ảnh màn hình lại để tránh tình trạng là cái bình luận của anh em có thể bị trôi này hoặc là bị mất nhá. Nhớ anh em là bình luận xong ấy không chụp ảnh lại, xong nhiều khi là YouTube nó quét xong mất cái bình luận, xong thì nhiều khi trúng giải, nhiều khi nó khó lắm con nhá. Nên anh em bình luận xong thì em có thể chụp ảnh màn hình lại, thì sau hết giờ chương trình quay xổ số thì em sẽ xem anh em nào mà trúng giải thì em sẽ tặng quà cho anh em. Đấy, lưu ý là anh em nào mà không làm đúng với thể lệ của chương trình thì em sẽ không tặng quà nhá. Đấy, anh em nghe rõ thể lệ này, sẽ dự đoán 3 số cuối của giải đặc biệt và kèm theo đấy là bình luận là uy tín cách số mà anh em dự đoán ra là ok. Đấy, thì khẩu này thì hiện tại là shop đang bán với giá là 5.500.000, nhưng mà ngày hôm nay tặng quà miễn phí cho anh em. Đấy, thì cái tặng quà này thì anh em lưu ý là sẽ phải hỗ trợ tiền cước nhá. Miền Bắc thì cái cước xe thì phải chịu tiền cước. Miền Bắc cái cước xe nó sẽ rơi vào khoảng là 500.000, còn miền Nam thì sẽ khoảng là 900 đến 1 triệu. Đấy, anh em chịu cái phí cước xe đấy. Còn đâu là em sẽ tặng miễn phí cho anh em một cây như thế này và tặng kèm một kẹo hộp kẹo chỉ. Đấy, cây này thì hiện tại là 5.500.000, thì em sẽ được một cấu hình, đó là một bộ combo quy sói này, bán gấp rút chữ A này, khớp Z 1000 van cấy két này, bình nhôm 0.35 đế bằng này, giảm âm sniper này, cành TK Hồng Kông, kính ngắm Discovery VTG 3.940 Iraq nhé. Đấy, là 5.500.000. Anh em nào mua ở ngoài, còn ngày hôm nay thì tặng miễn phí nhá. Anh em nào may mắn thì đấy, sẽ được nhận phần quà này các bác nhá. Đấy, còn tiện đây thì sẽ giới thiệu đến cho anh em cái khẩu PSV FX Terminator. Thì đây là khẩu FX Terminator cấu hình cao mà shop hiện tại đang bán ra cho anh em với giá là 16.500.000. Đấy, em sẽ sở hữu cho mình một cây như thế này. Thì ở đây cấu hình này thì hiện tại shop đang áp đó là một chiếc kính ngắm Z600 thông số 5-25x50. Đấy, kính này thì có đèn tâm của máy xe chỉ nét cho anh em. Giảm thì giảm Peter Sài Gòn, cành X18 8 khương, bản đủ dài 20 inch, dài từ đầu băng đây cho tới đầu giảm kia là 20 inch, dài 50cm nhá. Tặng kèm đó là một băng đạn 13 viên cho anh em. Băng đạn thì băng đạn khóa xoay này. Đấy, bình carbon 0.5 nhá. Van cricket bản chuẩn công ty Ven đã qua xử lý của bên shop. Thay đồng hồ Weimar cho anh em, thay một cặp đồng hồ Weimar nhá. Đấy, cái van này thì đã qua xử lý bên shop rồi. Quy thì sử dụng quy FX
Master Marathon bản Pro MK2, bản màu xanh bộ độ cho anh em mặc bác. Đấy, anh em nào thích màu đen, full đen thì báo shop. Đấy, nhưng cái màu xanh màu độ này cực kỳ đẹp đấy các bác nhé. Đấy. Nhôm 7075T6, sơn Aros, sơn nhựa, sơn tĩnh điện, cực kỳ là chất lượng các bác nhé. Đấy, hoàn thiện một cây như thế này là 16.500.000. Anh em nào có nhu cầu mua bán thì liên hệ trực tiếp cho bên shop qua số điện thoại kia. Đấy, còn thì ngày hôm nay chương trình chính là tặng miễn phí cho anh em khẩu súng này. Thì anh em nào mà có nhu cầu hay là dự đoán đúng thì có thể liên hệ cho bên shop có nhá. Thì video ngắn ngày hôm nay xin phép em và các bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhá.